Wow, ba chàng soái ca. Anh ơi, có cách nào cho cái ghế ra qua bển ngồi bốn đứa không? Em qua bển. Ủa vậy hả? Tươi xanh. Anh nói em nghe bây giờ nè, anh mời hai chàng trai đó ra thành năm. Năm chàng trai. Sáu luôn, anh luôn. Sáu luôn. Dạ. Nhảy cái cho nó sung cái nào. Em là ban giám khảo. Rồi, xin mời anh Ngọc Sơn, Nguyễn Hưng ra đây. Dạ. Sáu chàng trai mình nhảy điệu gì đó cho nó sung nào. Okay. Mời Nguyễn Hưng. Nào, âm nhạc dạ. Chuẩn bị. Music bắt đầu. Action. Woo. Yo. Đẹp lắm, đẹp lắm. Yeah. Kỹ lắm hả? Đến luôn nha. Nào mở màn cho nó sung sung cái coi. Yeah. Lên 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 nào. Hey hey. Lên 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 luôn nào. Yeah, yeah. Anh Linh hả? Một tràng pháo tay cho hai đội ngày hôm nay. Hai đội luôn. Tuyệt vời thưa quý vị. Chúng ta về vị trí chuẩn bị cuộc chơi ngày hôm nay.